Xin chào cả nhà, chào quý bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất cũng như mức án dành cho cái bà Trang đó các bạn. Người đã đánh cô con gái bé bỏng mà 8 tuổi Vân Anh đến tử vong á, mà người cha thấy thì lại thấy như vậy mà lại không can ngăn và còn chủ động xóa dữ liệu camera quay lại cảnh mà bà Trang á hành hạ con gái của mình để nhằm mà xóa đi dữ liệu và cho cơ quan chức năng khó điều tra. Thì hôm nay là sẽ có mức án mà thích đáng nhất dành cho cái bà Trang này như thế nào. Cơ quan tố tụng thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút điều tra củng cố hồ sơ để xử lý đúng người đúng tội với kẻ đã gây ra cái chết với bé gái 8 tuổi. Ngày 2 tháng 1, Viện Kiểm soát Nhân dân quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ của bé Vân Anh sinh năm 2013 tử vong do bị bạo hành lên thành phố Hồ Chí Minh để thụ lý. Điều tra theo thẩm quyền, Công an quận Bình Thạnh cũng đã chuyển vụ việc lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra. Hành vi tàn nhẫn như thế này cần có một mức án thích đáng nhất. Liên quan đến vụ việc này, Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với cơ quan công an củng cố để mở rộng thêm. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra để phối hợp với Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Tòa án Nhân dân thành phố truy tố và xét xử làm án điểm. Sau khi vụ án xảy ra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp dì ghẻ là Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh năm 1995 quê Gia Lai các bạn không? Tuổi đời còn rất trẻ, sinh năm 95 thôi, để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Và ngày 30 tháng 12, công an tiếp tục bắt ông Nguyễn Kim Trung Thái sinh năm 1985 là cha ruột của cháu A. Đáng chú ý, sau khi bị bắt khẩn cấp bà Trang và ông Thái, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các cơ quan chức năng phục hồi toàn bộ camera gốc của căn hộ nơi ông Thái thuê ở Bình Thạnh. Bước đầu công an xác định ông Thái đã chủ động xóa dữ liệu ghi lại cảnh bà Trang ra tay tàn độc với con gái của mình. Các bạn thấy không? Người ta thường nói hổ dữ còn không ăn thịt con, thì ông này còn tệ hơn cả con hổ nữa, cho nên mới như vậy đó các bạn. Thấy người ta hành hạ con mình như vậy mà không tố giác mà còn im im bỏ đi xóa camera. Kết quả phục hồi camera cho thấy Trang nhiều lần bạo hành đánh đập dã man cháu A trước sự chứng kiến của Thái. Riêng ngày 22 tháng 12 năm 2021, từ lúc 14 giờ đến 18 giờ, Trang dùng cây gỗ nhiều lần đánh vào bé gái 8 tuổi này. Chưa dừng lại ở đó, Trang còn dùng chân đạp vào ngực bụng cháu bé, dùng dây trói chân tay cháu A rồi bắt cháu quỳ dưới nhà học bài. Do bị đánh đập dã man nên cháu A kiệt sức khó thở, không thể gượng được, gục ngã rồi ngất liệm. Trang liền gọi Thái về chở A đi cấp cứu, nhưng cháu đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Kết quả phân tử thi cho biết cháu A bị tổn thương vùng ngực, vùng bụng, gãy ba xương sườn, tụ máu vùng đầu, phù não có nhẹ. Các bạn thấy không? Nhìn mặt mày của cái bà Trang này cũng sáng láng mà không hiểu sao mà lại la tay như vậy. Thì đây nè, có dấu hiệu của tội giết người. Theo luật sư Đỗ Đức Vinh, nguyên viện trưởng Viện Kiểm soát vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, việc khởi tố hình sự khi thấy rõ hành vi ban đầu đảm bảo cho cơ quan tố tụng thực hiện các thao tác theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời thời gian xử lý tội phạm. Quá trình điều tra xác định rõ hành vi của bị can tội danh nào thì cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh đó hoặc viện kiểm soát cung cấp thay đổi toàn bộ tội danh đó. Mà các bạn nghĩ như thế nào? Thật sự cũng theo ông luật sư Vĩnh này nè, về mặt pháp luật thì bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang không có tư cách gì với cháu A cả. Bà ta chỉ là khách, là người tình của cha nhưng lại xâm hại cháu bé trong căn nhà đó thì tính chất còn nghiêm trọng hơn, chẳng khác nào một người xa lạ vào giết người cướp của, luật sư Vĩnh nhấn mạnh. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội cho rằng vụ việc này các cơ quan chức năng phải rất nhanh chóng vào cuộc làm rõ trách nhiệm. Tôi mong muốn cơ quan tố tụng và các cơ quan tổ chức liên quan nắm rõ thời gian cháu anh ở chung với cha và người tình của cháu thì còn bị bạo hành đến cỡ nào nữa đó, các bạn thấy không? Và thật sự vụ việc này nếu tốt nhất là nếu phải chung thân và ta thì cũng hơi nhẹ đúng không các bạn, hay là tử hình thì hơi nặng đó, mà chung thân thì hơi nhẹ đó. Người ta nói là trẻ em như bức tinh cạch, người ta phải năng niu chứ làm gì mà đánh đập như vậy đó. Không hiểu như thế nào đó. Nếu bây giờ nhốt bà ta vào các tù đó, rồi cho các đàn anh đàn chị ở trong kia dạy dỗ bà ta giống như bà ta dạy dỗ bé Vân Anh thì như thế nào cho bà ta biết. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.